mình đi thể dục một tiếng là mình hái được nhiêu đây nè các bạn. Má, nay mình đi thể dục, mình đi hái cái lá bồ công anh với lại lá mã đề nha các bạn. Mình để lộn xộn trong đây hết, chút nữa mình rửa để mình làm trà chung hết hai thứ, mã đề với lá bồ công anh. Nhà mình để ra đây mình hốt ra được rồi. Quá chừng luôn các bạn, lá bồ công anh với mã đề mình đi hái về mình làm trà. Hái còn lụm cỏ lụm lá, giờ mình lựa sạch sẽ lại rồi cái mình lựa lại rồi mình rửa sạch, mình lựa cái nào mà nó héo quá mình bỏ, mà mình đi hái từ cọng mà cũng không có nào héo đâu. Mình đi hái mình kiếm cái lá già mình hái á các bạn, mình làm trà uống nó tốt lắm, uống mát lắm. Cái lá bồ công anh với lại lá mã đề nè, lá bồ công anh nè, lá già nè, cái lá già làm trà nó tốt không các bạn. Cái lá non thì mình làm xà lách ăn cũng được, mà cái lá già thì mình làm trà. Bữa nay bông nó rụng hết rồi các bạn ơi, mình tính đi kiếm bông mà về về làm mật ong mà bông nó rụng hết trơn rồi. Bữa hổm mình làm được một mớ rồi, bữa nay đi kiếm nữa thì không còn. Kiếm bông vừa làm mật ong mà bông rụng hết rồi. Mình đi hái, mình đi 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 hái cái đó, mình hái được cũng đóng nè. Đó, giờ mình làm trà hả, mình đi thể dục là mình hái à, vậy chứ nhiêu đây chứ làm lại còn có chút trà các bạn ơi. Mỗi một năm á, mình làm nhiều lắm, mình uống để dành mình uống cả năm luôn á. Tại nắng lên mình mới đi hái nè, cho nên nắng mấy bữa mưa thì mưa riết không đi hái được, rồi cái bông nó rụng hết rồi, giờ chỉ còn cái lá thôi. Hai loại nha các bạn, đây là lá bồ đề này. Lá mã đề chứ, lá mã đề, còn này là lá bồ công anh, hai thứ mình trộn lộn chung hết, để riêng cũng được. Nếu muốn để riêng thì để riêng, chút mình lấy riêng một ít nữa mình nấu canh ăn. Cái lá non á các bạn, nấu canh ngon lắm. Rồi, thôi, mình ngưng đi, chừng nào mình làm trà mình quay tiếp nha các bạn. Mình đi hái về á, là cũng chiều tối rồi các bạn. Tối rồi, bây giờ mình đi ngâm ở đây nè, mình ngâm khoảng một tiếng đồng hồ cho nó ra bụi bặm rồi đó. Rồi mình rửa thật là nhiều nước rồi mình để ráo. Để ráo rồi mình mới sắc nhỏ ra làm trà. Chào các bạn thân mến nha. Hôm nay á mình bắt đầu mình làm trà nha các bạn. Ngày hôm qua mình đi hái mấy cái lá bồ công anh nè, với lại mấy cái lá mã đề nè các bạn. Mình về mình làm trà mã đề với bồ công anh á, mình để chung cũng được, để chung cũng được mà để riêng cũng được thôi, mình thấy để chung đi, cái nào cũng ra trà mà. Cho nên thường thường mình làm chung hết rồi, mình nấu chung hết mình uống à. Rồi bây giờ mình để cho nó khô các bạn, mình rửa hồi tối rồi mình để tới sáng cho nó ráo nó khô, rồi bắt đầu mình sắc nhỏ nhỏ ra, mình sắc nhỏ ra vậy nè. Tại vì ở đây nó không có nắng nhiều á các bạn, cho nên mình phải phát nhỏ ra vậy nè. Mình đem ra ngoài trời á, mình phơi, mình đem ra trời mình phơi cho nó khô, hoặc là không có nắng á, thì mình phơi ngoài trời cho nó hong hong cái gió á, nó cũng mau khô lắm. Rồi cái tối mình đem vô nhà mình để chừng một bữa là nó khô rồi các bạn, rồi nó khô lại hết nè. Nhưng mà tốt hơn hết mình để cho nó thật là ráo rồi mình hãy vô keo này. Mình ngày hôm qua mình đi hái được hai bọc nè, đó là mình rửa mình để tối đến giờ đó, cái lá mã đề đó các bạn, thấy không, cái lá mã đề nè. Bây giờ những cái lá trà nè mình đã sắc xong rồi nè các bạn, mình rửa mình để cho thật là khô ráo, rồi mình sắc những nhuyễn ra vậy nè, mình trải ra mâm. Tại vì nó chưa có khô lắm á, thì mình lấy cái nước để ổ cái giấy mà thấm nước nè các bạn,
cái giấy mà mình để chùi miệng á, ăn rồi mình chùi miệng á, mình làm trước nó đi, rồi khi nào nó ráo rồi á thì mình mới đổi cái giấy khác, cái giấy nướng thịt á, hay là cái giấy nướng bánh mì á. Trước tiên thì mình để cái giấy này đó, mình đã sắt ra hết một bọc luôn, mình sắt ra mình chia ra mấy mâm luôn nè các bạn. Đây này, đây một mâm nữa nè, còn trong rổ nữa nè, còn trong rổ nữa là mình còn phải lấy mâm ra, mình chia ra thêm, mình chia ra làm bốn cái mâm. Nó mỏng mỏng quá thì nó sẽ mau khô các bạn. Bữa nay trời cũng không có được nắng lắm nữa, nhưng mà mình hong hong gió nó cũng khô nữa. Hồi nhỏ mình uống cái lá bồ công anh này nè, với lại đi hồi nhỏ mình uống cái lá mã đề chứ, còn bồ công anh thì qua đây mới có, hồi nhỏ ở Việt Nam mình không có thấy có lá bồ công anh. Hồi nhỏ mình ở nhà nội của mình á, bà nội hay hái cái lá mã đề ngoài vườn nè, mọc rất là nhiều, hái vô ăn bánh xèo, mà những cái lá non á nha ăn bánh xèo, còn những cái lá già thì nấu làm trà, còn cái lá non á thì mình nấu canh với tép với thịt ăn cũng ngon lắm các bạn. Hồi nhỏ mình ăn vậy nhiều lắm, tuy rằng nhà vườn của bà nội á rất là nhiều rau, nhưng mà bà nội bắt phải ăn ăn cái lá mã đề này nè. Là mình nói sao không ngon mà sao bắt ăn, thì nội nói là ăn cái này nó tốt cho sức khỏe cho nên bắt buộc phải ăn. Thật ra là ăn nó rất tốt cho sức khỏe các bạn. Hồi nhỏ tới giờ mình ít có khi nào bệnh bậy gì á, nhưng mà bây giờ tới sau này thì không biết, không bảo đảm thôi. Bây giờ lớn tuổi rồi không có bảo đảm sức khỏe như thế nào, chứ hồi nhỏ tới lớn á mình 5 12 tháng không biết bệnh là gì. Tại hồi nhỏ ở với bà nội á, bà nội nuôi kỹ lắm, bà nội cho uống nè, một tuần là phải ăn cái lá mã đề này nè, lớp nào ăn rồi lớp nào lấy nước uống nữa. Bà nội đâu có cho mình uống nước ngọt gì đâu các bạn, hồi nhỏ là mình không có được uống nước ngọt gì hết á. Bà nội nuôi mình hồi nhỏ rất là kỹ, tới lớn mình mới về nhà mẹ ở thôi, chứ ở với bà nội không mà. Tại vì hồi nhỏ bà nội nóng ruột khi mà mình bị lọt dưới sông á các bạn. Tại hồi đó nhà mình ở gần sông, ở bên quận 9 đó, gần sông đó. Rồi cả nhà lo làm việc trong nhà máy á, rồi cái mấy anh mấy chị quên mình đi, quên để ý mình á. Nhà mình ở nhà sàn cho nên mình bị lọt ở dưới sông á. Rồi cái ông cũng vác lúa cho nhà mình á, ổng vác lúa xuống ghe, cái ổng thấy cái đầu tóc của mình nó nổi nổi lên, cái ổng nhảy xuống ổng vớt lên, là tá hỏa mới biết là mình. Cho nên bà nội biết bị như vậy, tại nhà mình mẹ ba mẹ mất làm nhà máy rồi mấy anh mấy chị cũng làm nữa, cho nên bận rộn rồi không có chăm sóc mình kỹ, rồi bà nội bắt mình về nuôi nuôi cho tới lớn. Tới lớn rồi ở trong cái vùng ở trong cái vùng hẻo lánh, mà ở trong chỗ ấp đông cái trong vùng đó thì cũng hơi không có được giống như là lúc đó mình cũng lớn rồi, 11 12 tuổi rồi, cho nên lớn rồi mẹ mới bắt về chợ, mẹ mới bắt về chợ nuôi, không có cho ở ở trong đó nữa. Với lại bắt về ngoài này mình đi học cho gần đó các bạn. Hồi nhỏ thì mình học cái trường sát nhà nội, rồi lớn cái mình đi ra ngoài này mình học mấy cái lớp lớn ở ngoài này, ngoài chợ Dòng. Mình về quận 2, hồi nhỏ thì ở trong ấp Đông, rồi mình về ấp Tây. Đó. Đó vì vậy á, lý do mà mình bị lọt sông cho nên bà nội mới bắt về nuôi á. Bởi vậy nhiều khi người ta nói cho mình bị lọt sông cho nên có lẽ mình bị hơi mất mát, không biết có phải vậy không nữa. Thôi tâm sự với các bạn chút nè, khi nào mình làm trà xong á, cái mình quay cái lúc mà nó thành trà cho các bạn xem nha. Mỗi khi mà thấy cái lá mã đề này là nhớ lại ông bà nội, là nhớ lại chuyện hồi nhỏ, là tại vì sao mà bà nội bắt mình về nuôi.
Tới lớn 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 chút thì bà nội kể lại, mình vẫn nhớ. Đây xong rồi, bây giờ mình đem ra đây mình phơi nè các bạn. Bữa nay trời cũng không có nắng mấy, nhưng mà nó có gió chút nó cũng khô. Nó hơi dày quá, chắc mình phải chiết ra, mình phải làm ra cho nó mỏng mỏng một chút nữa. Thêm ra một tràng nữa cho nó mỏng vậy, chứ nó khô quá, nó còn có chút xíu rồi các bạn ơi. Mỗi khi mà mình đi dạo vô rừng á, mình đi thể dục á, thì mình đi hái à. Mình mỗi năm mình hái nhiều lắm, mình uống cả năm luôn mà như đây đâu có đủ đâu. Nãy giờ tâm sự nói chuyện hồi xưa, mình nói mình té xong bị man man với nói cho vui thôi nha các bạn. Chứ cũng không phải man đâu. Nói chơi nói chuyện vui chơi thôi, đâu có man gì đâu. Nhiều khi cái câu nói người Việt Nam người ta ưa nói á, té xong tay chiến thì hơi man man, thì mình nói chơi cho vui vậy mà. Thiệt hồi nhỏ mình bị té xong á, cho nên mình thấy xông nước á mình rất là sợ. Hồi còn nhỏ thì không có nhớ, nhưng mà nghe kể lại thì sợ, sợ lắm, cho nên thấy xông thấy biển là thấy sợ. Thấy xông thấy biển sợ vậy á, mà gan gồng mình dám đi vượt biên, thấy sóng biển là khủng khiếp luôn. Rồi tâm sự với các bạn chút thôi, chứ cũng không biết nói cái gì giờ, cứ nói chuyện xưa thôi, kể chuyện hồi còn bé. Với lại mình nói về, mình kể lại là mình nói về mấy cái lá mã đề nè đó. À, chia sẻ với các bạn là cái lá mã đề này á, là ăn rất là tốt, tại hồi nhỏ bà nội cho mình ăn á, cho nên mình nhớ. Giờ mình chia sẻ lại với các bạn, chịu khó đi hái cái lá mã đề này nè. À, cái bồ công anh á, thì mình sau này mình mới uống, còn mã đề thì mình đã uống với ăn từ hồi bé rồi. Thì bây giờ chịu khó đi hái cái lá mã đề này nè, ăn không được á, thì làm trà uống các bạn. Nếu mà các bạn nào kén ăn mà ăn không được, thấy nó nhẫn nhẫn, cái lá non thì nó không có nhẫn, nhưng mà cái lá già nó hơi nhẫn nhẫn vậy. Chứ người Nhật á, người ta ăn cái lá mã đề này trường kỳ luôn đó các bạn, ăn tốt cho sức khỏe lắm, nó không có, nó chống bệnh á, nó chống bệnh, nó chống đủ thứ bệnh hết á. Thì tại vì hồi nhỏ mình có ăn qua rồi thì thử mình biết. Năm 12 tháng mình đâu có bệnh bậy bạ gì đâu, tới lớn bây giờ cũng vậy, nhưng mà từ đây về sau không biết rồi nha. Nói đi nói lại cũng vậy thôi. Rồi khi nào làm trà xong á, mình quay lúc mà nó thành quả trà cho các bạn xem nha. Cũng rất là đơn giản, dễ làm lắm. À, chịu khó đi hái mấy cái này nè, về làm trà uống rất là tốt đó các bạn. Trà mình đã phơi khô xong rồi đây các bạn. Mình phơi khô xong cái mình vô từng hộp vậy nè. Mình cắt một lần cái mình phơi được hai hộp vậy nè, rồi cái mình đi cắt phơi nữa. À, nó vẫn còn lá bồ công anh đó, bây giờ nó già rồi á các bạn, cái lá nó già rồi á, cái độ đắng của nó nhiều hơn, cho nên uống cũng tốt hơn các bạn. Cái này á, là rau húng lủi nè, cái chậu này nè đó, trong hộp này là rau húng lủi, mình để nguyên cọng vậy luôn. À, nấu á, thêm cho vô vài cọng bên này nè, nó thơm lắm các bạn, nó thơm lắm, nó bán đi, đi bớt cái mùi hăng đắng á. Mình nấu cái mình trộn vô một ít à, không có nhiều, đừng trộn nhiều quá nó gắt dữ lắm đó. Mình hôm nay mình được mấy hộp rồi đó các bạn, hai hộp nên mình mới xong nè. Rồi cái mình đi cắt nữa, rồi mình phơi nữa, mình để dành uống cả năm vậy đó các bạn. Bữa nay á, lá bồ đề mã đề á, nó cũng ra quá chừng rồi, mình chờ cắt lá mã đề mình phơi nữa. Đây nè các bạn, trà menthol á. À, vừa là trà menthol, húng lủi thì mình gọi là menthol, còn bồ công anh, mã đề mình kết hợp ba loại lại mình nấu thì ra cái màu đẹp không các bạn. Mời cả nhà uống trà nha, mỗi một ngày uống một ly, 2 ly cũng được, thì rất tốt cho sức khỏe các bạn.
Mình thì có khi tối mình cũng uống, nó uống nó mát, cái loại trà này uống mát gan, dễ ngủ. Cho nên mỗi năm mình đi hái rất là nhiều và làm trà rất là nhiều để dành uống cho một năm luôn. Thôi video của mình tới đây tạm dừng nha các bạn. Chúc các bạn luôn vui vẻ, mạnh khỏe và vạn sự may mắn. Nếu thích video của mình thì xem ủng hộ cho mình nha các bạn. Và các bạn thích uống trà này thì hãy đi hái lá bồ công anh, mã đề với lại húng lủi á. Húng lủi thì mình cho vô cho nó có cái mùi thơm thôi. Có húng lủi vô nó rất là thơm. Rồi, xin mời một ly trà uống cho nó khỏe. Thôi chào tạm biệt các bạn nha. Bye bye. Hẹn gặp lại các bạn video mới tiếp theo. Nếu thích video của mình thì xem ủng hộ cho mình nha các bạn. Bye bye. Hẹn gặp lại video mới tiếp theo nha các bạn.